Bây giờ nhất định là tôi phải bắt đầu lại từ con số 0. Có tiền là sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Đúng rồi đó. Em thấy ở ngoài đầu hẻm có tiệm cơm tấm đang tuyển nhân viên. Một chút xíu nữa em ra ngoài đó xin việc. Mọi người nè, có khó khăn như thế nào cũng không được nản lòng nha. Quyết tâm. Dạ, cô ơi cho con hỏi, ở đây có tuyển người làm không cô? Ở đây đủ người rồi con. Dạ, con cảm ơn. Cố lên Hằng ơi, có chút khó khăn này thì có là gì. Ở trong tù cực khổ hơn mày còn chịu được mà. Chị ơi. Chị rất tiền nè. Chị bất cẩn quá à, chị cảm ơn em nha. Dạ. Em thiệt là tốt bụng. Alo. Alo. Đúng như yêu cầu của mày, những nơi Hằng tới không nơi nào nhận Hằng vào làm hết đó. Mày theo sát cô ta giùm tao. Tiền không quan trọng, nhưng mà những vấn đề quan trọng đều giải quyết được bằng tiền. Nhớ lấy kỹ cho tao. Nhưng mà tao nói thiệt, mắc cái gì mà mày phải làm mọi cách để hại Hằng như vậy? Mày làm vậy còn chưa hài lòng hả? Khi nào thấy đủ á, tao sẽ dừng. Được chưa? Tao nói thiệt, chẳng qua là mày nhờ tao mới làm á, chứ tao không chịu làm đâu. Rồi cô cũng sẽ tìm tới tôi và xin việc sớm thôi. Khi xương tan là